Chào các bạn, trên tay mình có gói hủ tiếu Nam Vang, loại hủ tiếu ăn liền, do hãng Vi Phong sản xuất. Ok, hủ tiếu Nam Vang, khối lượng tịnh 65g. Đây là mặt sau của nó nè. Ok, bây giờ mình cắt nó ra, đi nấu, ăn xem coi như thế nào. Hủ tiếu Nam Vang có nghĩa là loại hủ tiếu dạng của thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ok. Sau khi xé nó ra thì như thế này. Đấy. Gói này cũng bằng khoảng bằng tay thôi. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vô. Rồi, chuẩn bị ăn. Ok, bây giờ mình ăn nha. Đầu tiên là cái nước dùng. Mình mới nếm thử thì khá ngọt và thanh. Nhẹ nhàng. Để coi còn bún như thế nào. Giống cọng hủ tiếu ha, giống cọng hủ tiếu dai á. Ok. Cái này là nước, này là nước sôi mình đổ thẳng từ bình thủy ra ha. Thì là không phải nấu thì nó cũng đã mềm vậy rồi. Ok, ăn thử. Rất là dai. Dai hơn cả bún tàu ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Món này nếu mà mình bỏ thêm tôm thịt vô ăn chắc khá ngon á.